Cô ơi, lấy lên sinh tố dừa cô ơi. Lên sinh tố dừa nha con. Nãy giờ qua số 56 cô Giang. Mười gạo thịt đi anh ơi. À, anh này bán rất là ngon luôn. À, và chúng ta thấy các shop này. À, mặc dù không có đông như những tháng về trước nhưng mà dù sao cũng đỡ hơn trong cái tháng dịch bệnh. Xin chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn buổi tối vui vẻ và hạnh phúc. Sài Gòn hôm nay là ngày 15 tháng 7 năm 2020 và chúng ta đang có mặt ở đây là con đường Nguyễn Trãi, con đường mệnh danh là phố thời trang ở Sài Gòn. Hôm nay thuộc quận 5 và hôm nay cũng có việc đi làm về hơi trễ và sẵn tiện đi ngang con đường này. Sẵn đây chia sẻ với anh chị và các bạn vài hình ảnh ở đây cũng như cập nhật tình hình buôn bán của bà con ở Sài Gòn trong những ngày cả thế giới đang lao đao với cơn đại dịch. Không biết tình hình dịch bệnh bên anh chị và các bạn như thế nào. Và theo những trang báo, trang mạng thì cho thấy tình hình dịch bệnh ở các nước như Hoa Kỳ rất là phức tạp. Hy vọng là cái dịch bệnh này nó sớm đi qua để người dân trở lại cuộc sống bình thường. Và khi em đi đến đâu, có chùa hay nhà thờ đều em đều cầu nguyện để mong cho cái đại dịch này nó sớm biến khỏi thế giới để người dân đỡ vất vả hơn và anh chị có dịp trở về Sài Gòn hoặc là mình có dịp đi chơi, đi đây đi đó, đi du lịch thì thoải mái ha. Và bây giờ Sài Gòn là hơn 7 giờ và chúng ta bắt đầu đi từ đây và mình sẽ đi về Quận Nhất. Hôm nay sẵn tiện đi ngang con đường Cao Đạt, dẫn anh chị chúng ta cùng đi dạo một vòng. Tại vì nó đang đi trên đường về thì nhờ Nị kêu mua sinh tố dừa. Mà sinh tố thì ở con đường Cao Đạt bán rất là ngon, sinh tố ba cô, ba chị em bán rất là lâu rồi. Ba cô đó bán từ thời còn trẻ tới bây giờ mấy chục năm. Và chúng ta thấy các shop quần áo ở đây, thấy đa phần là các bạn trẻ và sức mua ở đây cũng nói chung cũng ổn so với những tháng về trước. Ngoài cái những cái shop quần áo này thì còn có những hàng quán ăn uống như là Phở Lệ và bên trong những con hẻm này ở gần với con đường Bùi Hữu Nghĩa bán rất là nhiều sủi cảo, há cảo. Và chúng ta thấy các shop này. Mặc dù không có đông như những tháng về trước nhưng mà dù sao cũng đỡ hơn trong cái tháng dịch bệnh. Nó không có yên ắng như là những tháng trước. Tại vì bây giờ dịch bệnh ở Sài Gòn nói chung cũng tạm ổn. Bây giờ còn có phát sinh ra thêm cái bệnh nữa, đó là bệnh bạch hầu. Nhưng mà bệnh này thì ở các vùng sâu như là ở Tây Nguyên, các trẻ em ở đó bệnh rất là nhiều, tại vì không có đủ điều kiện để chích ngừa đầy đủ đó. Và đây là con đường Bùi Hữu Nghĩa, cái phố Vịnh Quay rất là đông về những ngày lễ, những ngày cúng. Nói chung mà những cửa hàng bây giờ bán mở ra để cho có hình thức hoạt động, chứ thật ra bây giờ kinh tế rất là khó khăn.
việc mua sắm những cái món hàng xa xỉ thì hầu như người ta cũng đắn đo lắm. Quần áo thì em nghĩ là không có nhà nào thiếu đâu, thậm chí nhiều của đằng khác. Nên thật ra quần áo thì không phải nhu cầu thiết yếu. Bây giờ quan trọng là ăn với lại có tiền để cho con em đi học. Ở đây chúng ta thấy có một cái hiệu thuốc cũng rất là nổi tiếng ở đây nè. Đó là hiệu thuốc Vĩnh Xuân. Hiệu thuốc Vĩnh Xuân, biển hiệu xanh 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 lá cây nè. Ở bên kia ngày xưa nguyên một dãy shop sống nhạc. Và ngày nay thì còn có vài căn thôi, xen lẫn là shop bông. Mặc dù bán không có được nhiều nhưng mà con đường này rất là đông, rất là nhộn nhịp về đêm. Ngày xưa cái đoạn này bán rất là nhiều cây kiểng, rất là nhiều vườn bông như là vườn Úc Tài. Bây giờ là vườn Úc Tài vẫn còn ha, vẫn còn một vườn Úc Tài thôi. Chúng ta vừa qua giao lộ Quỳnh Mẫn Đạt với lại Nguyễn Trãi. Vườn hoa Úc Tài bên tay phải nè. Úc Tài chuyên bán hoa lan. Kế bên cũng có một vườn nữa nhưng mà người ta không còn bán nữa. Người ta bây giờ xây bức tường lên rồi. Nhà ở đây rất là lớn. Kế bên là hiệu bánh IBC. Hiệu bánh rất nổi tiếng ở Sài Gòn. Ngày xưa là tên cũ là Đức Phát đó. Thì Đức Phát với IBC là ngày xưa hai vợ chồng, nhưng mà sau biến cố gia đình như thế nào đó thì không biết, nhưng mà thấy bây giờ họ chia ra thành hai thương hiệu, một của vợ một của chồng. Phải cuộc sống thì nói chung không ai mà hoàn hảo hết, không ai trọn vẹn hết ha. Nhiều khi chúng ta phải chấp nhận được cái này thì mất cái khác. Rồi mình sẽ quẹo vô con đường Trần Bình Trọng nha. Và ở đây rất là đông luôn. Đa phần là người ta đi không à, chứ mua thì ít. Chào mời, chào mời. Dạ mời chào. Bây giờ tội nhất là những người, nói chung là ai cũng khó khăn như nhau hết á. Người mua thì cũng khó khăn mà người bán cũng khó khăn. Người cho thuê thì cũng khó khăn luôn. Có những căn nhà rao thuê, đăng báo, đăng tin cho thuê cũng nửa năm nay chưa cho thuê được luôn. Vì tình hình này buôn bán rất là khó khăn ha. Đó là con hẻm này qua rồi. Ở đây là ngôi trường Bào Sen. Và kế bên trường Bào Sen có hẻm 104. Ở đây thì có những hẻm 80, hẻm 60. Thì mấy clip trước em cũng có đi bộ chia sẻ cùng anh chị. Hy vọng là thông qua những hình ảnh này thì anh chị cũng hình dung được cái khu xóm của mình về đêm nó như thế nào hả. Con đường này thì chắc có lẽ không có xa lạ với anh chị và các bạn, nhưng mà chúng ta đi một vòng để mình cập nhật tình hình, để xem ngày hôm nay bà con cô bác bán buôn như thế nào. Và trước mắt chúng ta thấy rất là vắng, và nhiều khi muốn ủng hộ nhưng mà bây giờ mua quần áo ở nhà cũng còn, mua nhiều quá mặc cũng không hết, đi để la nữa. Chúng ta quẹo phải vô con đường
Trần Bình Trọng nha, mua một ly sinh tố dừa cho nị. Rồi hồi nữa mình về con đường Trần Hưng Đạo, xong qua Cô Giang mua há cảo nữa. Ông về trễ là được giao nhiều sứ mệnh ghê không? Rồi, ngày chủ nhật à, em có dịp đi về quê thăm gia đình, rồi sẵn đi ngang cái thành phố Mỹ Tho, rồi quay vài clip chia ra lớp mỗi ngày để anh chị xem chơi cho vui, mình đổi không khí ở Sài Gòn đi về vùng quê, rồi còn vài clip nữa chắc em sẽ tranh thủ up cho hết để mình sẽ quay lại Sài Gòn nhé. Đây là giao lộ Trần Bình Trọng với lại Trần Hưng Đạo. Chúng ta thấy về đêm Sài Gòn rất là nhộn nhịp. Nếu mình quẹo phải là sẽ đi ra Chợ Lớn, còn quẹo trái là sẽ về quận Nhất. Vào những ngày này thì không biết bên anh chị có đi lại thoải mái hay chưa. Có rất nhiều cô chú anh chị vì cái dịch bệnh này mà không có về Sài Gòn được, nên thành ra Vinh Lâm TV dạo này thì nhận rất là nhiều comment của anh chị, nhưng mà em sẽ lần lượt, nếu mà tiện đường thì em sẽ quay theo yêu cầu của anh chị ha. Tại vì nếu mà đi chắc mỗi ngày mỗi đi thì một năm cũng không giáp được đó. Rất là nhiều luôn á, nên nhiều khi quay chậm trễ anh chị thông cảm nha. Đó, chúng ta tới đây là con đường Cao Đạt, mình quẹo phải vô bên cánh trái có cô bán sinh tố nè. Ngày xưa cô bán bên phải nhưng mà dạo này hình như nhà người ta lấy lại mặt bằng á, cô bán bên trái. Rồi em sẽ quẹo lại. Đó, ngày xưa cô bán ngay đây, bây giờ cô bán bên kia đường. Cô ơi, lấy lên sinh tố dừa cô ơi. Lấy sinh tố dừa nha con. Cô bán ở 265 Cao Đạt. Nhiêu tiền cô? 30. Rồi, nó thói 170 luôn. Cái tiền lẻ hả? Dạ không. Đó, và con đường Cao Đạt nè. Đó, về đêm. Ở đoạn này ngày xưa vắng lắm. Đoạn bên kia thì rất là nhiều quán nhậu. Coi cái đèn con không? Cái đèn. Dạ, cảm ơn. Ở đây cô bán là rất là ngon, ly nào đáng ly đó luôn á. Nếu anh chị và các bạn có dịp đi đến Cao Đạt này thì chúng ta ghé 265 Cao Đạt để thưởng thức một ly sinh tố thật là mát. Ở đó cô bán sinh tố bơ, sinh tố dừa, sinh tố cam, quýt, rồi cam, cà rốt, cà. Và đây là con đường Cao Đạt, rất là nhiều quán nhậu về đêm, cũng như quán lẩu.
như là những quán ở đây bán xuyên màn đêm luôn á, ngay cả những tiệm tạp hóa bán tới 2-3 giờ ở đầu đường nữa nè. À, bên cánh phải có hẻm số 197 đi vô chùa Thiện Mỹ cũng như là chợ Cao Đạt, chợ nhỏ Cao Đạt vào ban ngày, buổi sáng chứ. À, ngay đầu đường Cao Đạt Lê Nguyễn Biểu có quán nhậu cũng rất là đông. À, đó là quán Ốc Ngon 109. À, quán nhậu đông ghê chưa? À, và thẳng trước mặt anh chị và các bạn đó là xe bánh mì rất là nổi tiếng ngày xưa tới bây giờ, đó là bánh mì Tư Sườn. À, số 48 Nguyễn Biểu. À, và chúng ta sẽ đi qua đường nha, rồi mình đi về nhà. À, tại vì bây giờ cũng trễ rồi. À, tranh thủ về, rồi mấy đầu nhỏ thì đang chờ cái món há cảo. À, há cảo nổi tiếng ở chợ Cô Giang. Há cảo hai chị em. À, đây là con đường Nguyễn Biểu nè. À, rất là tấp nập về đêm với những hàng quán ăn nhậu vui chơi, rất là vui luôn. À, rất là nhiều nhà hàng karaoke, tụ điểm ăn chơi. À, những nhà hàng vui vẻ nè. À, con đường Nguyễn Biểu là chùm luôn. Rồi, chúng ta sẽ quẹo phải nha, quẹo phải đi theo hướng quận 1 thông qua con đường Trần Hưng Đạo này. Đó, Sài Gòn về đêm nhộn nhịp ghê chưa? À, cái nhộn nhịp ở đây nó chỉ tập trung ở ngoài đường thôi. Còn ở những cái nơi buôn bán thì hầu như vắng lắm. Quán nhậu thì có quán đông, quán không đông. Ngày nay làm gì cũng khó, nói chung được cái này thì mất cái kia. Quán nào đông thì mặt bằng chi phí lại cao, quán nào mặt bằng chi phí thấp hoặc là mặt bằng nhà thì bán vắng hơn. Không hiểu vì sao, có lẽ mặt bằng không đẹp hoặc là không thuận tiện hay sao, không rộng lớn hay sao. Lúc trước em có review khách sạn Universe, nhưng mà ngày nay thì nó đổi tên thành Sunshine rồi, sau cơn đại dịch. Nên thành ra bây giờ rất là nhiều sự thay đổi. Nếu mà ngày xưa những cái clip cũ về những cái địa chỉ, những cái tên hàng quán của ngày xưa thì ngày nay hầu như là thay đổi hết. Đa phần là thay đổi chứ không phải là thay đổi hết. À, ngay đây là khu vực bộ lao động ngày xưa. À, và ngày nay là phòng cảnh sát. Và phía sau phòng cảnh sát này là hẻm 457 Trần Hưng Đạo, hẻm cây mít. Và nơi đây có nhà của chú Hùng bán cà phê cây mít, chú anh Henry. Không biết anh có xem tới cái đoạn này không. Một người anh rất là dễ thương ở trên kênh, mà anh cũng xem kênh Vinh Lâm TV này cũng rất là lâu rồi. Nói chung qua những anh chị cô chú mình xem kênh này hầu như là rất là lâu rồi, mấy năm rồi luôn. Từ khi em đi vô những cái xóm cầu kho rồi chợ lớn rồi Bình Thạnh, được quen rất là nhiều anh chị, rất là vui vì điều đó. Mỗi sáng mở điện thoại ra rồi xem tin nhắn, rất nhiều anh chị nhắn. Nhưng mà khi như anh chị biết thì sáng tranh thủ đi làm, mở điện thoại chọt đọc mấy cái rồi tranh thủ chọt vô công ty, thì nhiều khi cũng ngồi trên máy tính nhưng mà bận làm việc khác nên không có
vô kênh để trả lời thường xuyên được, nhưng mà tranh thủ lúc nào thì rảnh em đều tranh thủ để trả lời anh chị. Có những comment anh chị comment rất là lâu rồi nhưng mà em chưa thực hiện á, anh chị có thể yêu cầu lại ha, để em biết được anh chị đang chờ. Nếu không thì khi mà em có việc thuận tiện đi đâu đi ngang những comment của anh chị thì em sẽ thực hiện ha. Chúng ta sẽ quẹo vào con đường Hồ Hậu Hớn, là cũng là đường Quỳnh Quang Tiên ngày xưa đó. Đường Trần Hưng Đạo là một trong những con đường rất là mát ở Sài Gòn, tại vì có rất nhiều hàng cây. Hãy là quẹo phải vô con đường này ha. Thật ra đi ngang những em đi ngang những cái nơi mà bán buôn á, thấy người ta bán cũng thấy là khó khăn, nhưng mà nhiều khi mình cũng muốn ủng hộ, nhưng mà ai cũng ủng hộ thì sức của em thì cũng có hạn ha, không thể nào ủng hộ hết tất cả anh chị được, chỉ một phần thôi. Khi nào có nhu cầu thì đi tới đâu cũng tranh thủ ủng hộ anh chị. Ta lại đi ngang nhà của anh Mười nữa nè. Hầu như nhà bữa nay đóng cửa rồi, đóng cửa đi ngủ hết rồi. Khu xóm nhỏ về đêm. Và chúng ta đi ra đây là giao lộ Hồ Hảo Hớn với lại Cô Giang. Mình sẽ quẹo trái Cô Giang nha. Đến cái chỗ bán sủi cảo hai chị em rồi chúng ta sẽ kết thúc video clip ngày hôm nay. Con đường Cô Giang ngày nay thì so với ngày xưa ở cái đoạn này rất là khác, bởi vì ngày xưa ở đây thì không có đông, tập trung những hàng quán ăn uống ở đầu trên kia, nhưng mà ngày hôm nay thì tập trung ở đầu trên đây, khúc gần với 176 hẻm hẻm mì Phát Ký. Lúc trước em cũng có review mì Phát Ký, anh chị xem rồi đó. Và một lần nữa em dẫn anh chị và bạn chúng ta cùng đi về đường Cô Giang nha. Và cuối tuần này Vinh Lâm sẽ dẫn anh chị tiếp tục lang thang đến một cái khu khác nữa, đó là Phú Quốc. Nhân cái chuyến dẫn Nị và bạn đầu nhỏ đi đi chơi, rồi em sẽ ghi lại vài clip gửi anh chị và các bạn xem chơi nha. Nếu mà mình vì lý do đó chúng ta năm nay mình kẹt không đi du lịch được thì mình cùng xem lại để đỡ buồn, cũng biết được cái tình hình các khu du lịch ở Việt Nam ngày hôm nay như thế nào. Và đa phần là các khu du lịch ở Việt Nam ngày nay du khách toàn là người trong nước thôi, còn ở ngoại quốc thì chắc lẽ không về được. Hiện tại thì các chuyến bay chỉ mở vài chuyến thôi, không có mở hết tất cả các nước. Cái chỗ bán há cảo nè ở số 59, nay giờ qua số 56 của Giang. Mời cảo thịt đi anh ơi. Anh này bán rất là ngon luôn. Bạn nào nhỏ thích ăn ở đây lắm. Một cục là 2.500, 10 cục là 25.000. 10 cục. Thôi 5.000 luôn anh.
có 5.000 hả? Hả? À, lấy một bịch ớt, một bịch không ớt nha. Cảm ơn. Rồi, hoàn thành nhiệm vụ. Rồi, chúng ta đi về thôi. Và video clip ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Và rất cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.